Dạ vâng, xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn. Và hôm nay Khánh mang đến cho mọi người một sản phẩm, đó là dòng xe Fortuner máy xăng đời 2014. Và xe chỉ mới chạy 95.000 cây thôi nha quý vị. Xe màu đen, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, máy xăng một cầu ha quý anh chị. Thì bên Khánh cũng vừa mới làm đẹp Marukuri lại xong thôi. Và về phần phía bên ngoài thì Khánh làm đẹp cực kỳ mới luôn. Và như mọi người thấy đó, sơ bộ về trước thì xe rất là sáng và bóng. Thì Khánh cũng sẽ tranh thủ quay những cái hình ảnh này xung quanh xe trước nhanh thôi, vì nó cũng đã làm đẹp xong hết rồi. Những cái chi tiết này thì Khánh rút gọn thời gian cho mọi người xem ha. Đó, rất là sáng và bóng ha. Không, hầu như là không có thấy vết trầy xước gì cả, vì những cái chỗ đó Khánh đã xử lý cho quý anh chị hết rồi. Xin mời anh Chu đi xe 60A. Vỏ xe còn rất là dày ha quý anh chị. Là 2014 mà vỏ xe đã được thay năm 2019 cho chúng ta rồi. Mâm xe đều rất là hoàn thiện hết ha. Đó. Về phía bên ngoài thì không có gì để chê luôn. Khánh cũng bật mấy biển số luôn là 51A86798. Biển số rất là đẹp. 86 mà 98 nữa. Rất là đẹp luôn. Rồi, phía bên trong xe thì Khánh là vệ sinh Marukuri cho quý anh chị rồi ha. Thảm simili nè, ghế da này, ghế da zin theo xe ha quý anh chị. Tất cả các bọc tappi cửa đầu còn rất là mới, và cái cốp xe sau chưa được mở ha quý anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Máng sói đồ còn bình thường hết. Về cụm đèn, xuống tới cụm đèn thì cụm đèn hoàn toàn rin và đúng theo cái chất xe luôn. Cản sau cũng được trang bị thêm hai cái cảm biến da cho chúng ta rồi. Cốp chống tay ha quý anh chị. F Fortuner đời 2014, máy xăng một cầu. Về phía bên ngoài thì Khánh quay nhanh thôi. Cụm đèn ha. Thì thiệt sự nếu mà trên clip như thế này á, Khánh không có truyền tải thông tin lại rất là ít. Cho nên Khánh cũng quay thật là từ từ cho mọi người coi, nhưng mà khi mà mọi người tới đây coi rồi á, tới đây xem xe thực tế á, thì mọi người sẽ thấy được cái chất xe nó rất là đẹp. Nó mới keng à, rất là bóng lưỡng luôn. Đây là tắp bi cửa phía bên trong ha. Toàn bình thường ha quý anh chị. Xuồng chỉ đâu còn nguyên bản hết ha. Vinh Khánh cũng tiếp tục bảo hành cho mọi người 1 năm và 20.000 km tiếp tục nữa. Thì quý anh chị nào mua xe tại Toyota Tân Cảng thì chúng ta được đảm bảo quyền lợi đó rất là nhiều. Thì những thời điểm cuối năm như thế này rồi thì quý anh chị nào mình muốn sang tên á, sang tên xe, thì Khánh cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý anh chị luôn. Khi mà chúng ta sang tên xe thì chúng ta phải đóng thêm 2% thế trước bạ. Đây là quy định chung của nhà nước rồi. Do biển số này hình số thành phố Hồ Chí Minh nên chúng ta cũng không cần tốn thêm, tiết kiệm được thêm khoảng 19 triệu để mình ra biển. Tiết kiệm mười mấy triệu thời điểm này cũng khá là cần thiết đó chứ ạ. Đó, Khánh vừa quay sơ bộ về cái nội thất, về ghế da của xe ha chú anh chị. Vỏ xe bên sau, phía bên phải, hai cái vỏ sau được thay đát 2019 ha quý anh chị. Và cái gai vỏ còn rất là dày luôn. Bệ bước chân nè, chưa có bị móp méo hay va cấn đập va chạm gì cả nha. Phía bên ngoài thì trang bị thêm cái viền che mưa nè, phim cách nhiệt. Đó. Sơ bộ về một chút xíu về cái phần nước sơn bên ngoài. Đát vỏ ha trước thì vỏ trước này cũng là 2019 luôn. Cho nên cái chất vỏ, cái giò gai còn rất là dày ha quý anh chị. Đó, về phía trước này ha. Cụm đèn hoàn toàn bình thường và không có gì cả. Cản nè. Đó. Khánh mới xử lý xe xong cho quý anh chị là quay liền ngay lập tức luôn, nóng hổi luôn. Đó. Thì rồi chúng ta vừa mới đi xem
sơ qua một vòng phía bên ngoài của xe Fortuner 2014 này. Và Khánh mời chúng ta tiếp tục xem vào nhanh cái khoang động cơ và cái khoang buồng lái của xe ha. Dạ rồi, thì đây là bên trong buồng lái của xe Fortuner 2014. Xe chạy 95.000 km và một số cái option hiện có trên xe là đầu CD ha các anh chị. Tay nắm cần số nè. Và các cái nút bấm thì thông thường cơ bản trên xe Toyota rồi. Thì có nút chỉnh điện và gập điện anh chị ha. Thì xe khá là mới. Xe này đi gia đình mà chúng ta coi nè, cái vô lăng còn chưa có bị sờn hay bị tróc màu cái vô lăng này hết ha. Đó. Cái vân gỗ, mạo vân gỗ trên vô lăng vẫn còn nha quý anh chị. Không gian bên trong xe Fortuner này rất là rộng. Mình đi gia đình cũng rất là hợp lý. Rồi, Khánh quay cái phần ghế cho mọi người coi ha. Nếu mà phần ghế này chúng ta phát hiện, nếu mà nó có từng bị sét hay là từng bị nói chung là bị oxy hóa, bị sét đi, thì chúng ta có thể nghi ngờ là xe đã bị ngập nước, đã từng ngập nước ha quý anh chị. Đặc biệt là cái phần phía bên trong này, Khánh cũng chỉ Khánh xin phép sơ lược một chút xíu về những cái xe như thế này. Đó. Và bên Khánh luôn cam kết cho quý anh chị là không đâm đụng, không ngập nước và không tua đồng hồ ha. Tất cả đều có giấy cam kết cho quý anh chị luôn. Sùng chỉ rồi còn nguyên bản nè. Đó. Tất cả các chi tiết luôn. Rồi Khánh mời chúng ta xem nhanh qua cái khoang động cơ với Khánh chút xíu. Về cơ bản thì xe này cũng đã được làm đẹp xong hết rồi. Khánh quay cho mọi người xem để chúng ta đánh giá được cái xe. À, đây là khoang động cơ của xe Fortuner máy xăng đời 2014 ha mọi người. Đã được làm đẹp Marukuri rồi. Đó, tất cả các chi tiết rất là đẹp luôn. Capo, capo zin ha quý anh chị. Zin luôn. Sùng chỉ carbon, cửa đồ rất là chuẩn. Đó, rất là đẹp ha. Và Khánh xin phép được sơ lược lại, đây là xe Fortuner đời 2014, xe máy xăng ha quý anh chị, một cầu. Và xe hiện đang chạy được 95.000 km và đang bán tại Toyota Tân Cảng mức giá là 570 triệu. Thì mời quý anh chị tham khảo cái xe và đánh giá cùng Khánh. Và nếu mà quý anh chị lựa chọn được cho mình cái mẫu xe thích hợp thì hãy liên hệ với Khánh nha, số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp ngay cho quý anh chị. Dạ, Khánh xin phép chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần tới ạ.